Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 3 tháng 3 1959, 3 tháng 3 năm 2023, 34 năm ngày Biên phòng toàn dân, ngày 3 tháng 3 1989, 3 tháng 3 năm 2023. Những ngày qua, các địa phương trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Ngày hội biên phòng toàn dân ở quận Ngũ Hành Sơn với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ và thể thao đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ biên giới, vun đắp tình đoàn kết quân dân, đồng thời lan tỏa sự sẻ chia, hỗ trợ với hàng chục xuất quà cho những hộ khó khăn. Xem đây là cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên cái toàn địa phận phường. Thì qua đó cũng đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mỹ An và các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều cái chương trình phối hợp, phát huy được cái sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, với vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, mỗi cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Non Nước luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, kiên định mục tiêu kiểm soát, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các vùng biên giới biển. Đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận quận Ngũ Hành Sơn là hướng dẫn chỉ đạo các phường biên giới biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn triển khai tổ chức các hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 34 năm ngày biên phòng toàn dân. Qua đó là nhằm nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của toàn thể nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.